Công an thành phố Cao Bằng phối hợp với ngân hàng liên diệt chi nhánh tỉnh Cao Bằng vừa ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo qua mạng với số tiền là 260 triệu đồng. Theo đó, công an thành phố Cao Bằng nhận được thông tin từ ngân hàng liên diệt chi nhánh Cao Bằng về việc một khách hàng nữ tên LTH trú tại thành phố Cao Bằng đang có ý định rút 260 triệu đồng trong tài khoản. Qua tiếp xúc, giao dịch viên nhận thấy bà H có dấu hiệu bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên tạm dừng hoạt động giao dịch và liên hệ với công an thành phố Cao Bằng để đề nghị hỗ trợ. Qua trao đổi, bà Hát cho biết, ngày 17 tháng 7 năm 2023, một đối tượng dùng nick Zalo gọi điện nhiều lần cho bà Hát, tự xưng là cán bộ công an. Đối tượng nói là bà Hát liên quan đến một đường dây ma túy. Số tiền trong tài khoản của bà Hát là do phạm tội mà có, đồng thời yêu cầu bà Hát rút tiền trong tài khoản, rồi sau đó sẽ hướng dẫn chuyển tiền đến tài khoản của công an thành phố Hà Nội đi tạm giữ. Nếu không, bà Hát sẽ bị tạm giam 6 tháng để điều tra. Do quá sợ hãi, bà Hát đã đến ngân hàng liên diệt chi nhánh Cao Bằng, yêu cầu rút hết toàn bộ số tiền trong tài khoản để mang đi ngân hàng khác gửi cho đối tượng. Sau khi được lực lượng chức năng giải thích, bà Hát đã hiểu và dừng việc giao dịch.